Xin chào mọi người. Hôm nay mình quay một cái video ngắn. Hôm nay là mình tới mình cúng nhà cúng cửa cái nhà mà mới mình mới ký giấy tờ tuần rồi đó. Đó thì mình quay một cái video kỷ niệm. Đây cái nhà chưa có mua gì hết á, mới vô tuần rồi ha. Đây đồ chơi của Ryan nè, đem chút xíu đồ chơi. Đây mình đang chuẩn bị đồ để cúng nè. Cũng có chuẩn bị gạo, muối, nước đơn sơ. Mình mua cái bàn Costco mình để trước, để chưa có bàn, để đỡ chưa có bàn. Mình có món mì xào giòn, mì xào giòn chay, rồi mì căng, chả giò, làm đơn giản thôi mọi người. Thời Covid mà. Còn đây là cúng tam sơn. Đây cái nồi cái ấm nè, mới bắt lửa lên nấu luôn. Đây nấu canh chua chay với lại canh chua chay. Món canh chua chay đây. Dạ. Hôm nay khai trương cái bếp. Hey, lại đây. Ryan, come here. No, con không có nổi. Này, dạ, bây giờ mình dẫn bà nội đi lên
với nhà lần đầu tiên. Sao mới xây xong tuần trước rồi hả? Mới làm giấy tờ tuần trước xong rồi. Dạ. Giờ mới dọn xuống trong nhà. Đây, phòng Ryan. Wow, bự quá vậy nè. À. Closet này. Wow, vậy mình nhỏ vậy. Tại chắc cũng quen rồi, walk in closet. Closet này nó nhỏ hơn cái gì nha. Best rồi nha. Đâu ra? Quay ra ngoài nè. Dạ. Yeah. Có đèn rồi. Phòng 8. Trên này có mấy phòng tắm? Hai phòng. Bên con phòng. À, phòng này cho mấy phòng nhỏ. Thì không có phòng công ty thì nó phòng công ty thảm nè. Từ từ nói nha. Bây giờ chỉ gắn cái màn cho tắm được rồi. Ừ. Ở trong đây nó có thêm cái tủ closet nữa. Bữa nào có cặp chồng thì áo đem qua mới. Bữa nào nó lại thì đó rồi. Vô phòng master bedroom này. Walk in closet. Hai lần. Yeah. Hai lần. Công ty xây nhà là không vậy á, xong rồi hai lần. Nè mà đổ lấy cái đá này như thế này không? Không phải là cái đá tự nhiên đâu nha. Con phải bỏ thêm tiền đó. Vậy hả? Cái gì phải bỏ thêm tiền? Của nó xấu á. Của nó chỉ là cái đá màu trắng. Con này hay nó có vân à. Với lại nó cái kiểu, nó có kiểu chứ. Ừ. Thế này con bỏ thêm khoảng 700 đô. Wow. Cái này cũng chạy lên à. Của nó không phải là vậy đâu. Bỏ thêm cái này hình như khoảng 1.200 á. Để lấy cái đá này nè.
mà nhưng mà cái lúc mà con đi design center là cái chỗ mình vô để lựa nhà, lựa chọn đồ. Chọn mày vô chẳng hả mẹ tiền. Yeah, bà ngoại nè. Rồi anh dẫn bà ngoại vô đây. Chơi xe đá của dì Hạnh nè. Xếp xe rác nè. Nè Ryan. Ryan xếp xe kia luôn.
Thank you.